San Thomas quyết định thực hiện một cú ném từ rất xa ngay từ đầu trận. Tuy nhiên thì lần này Second Chance lại không thành công của Kecho Beckley và Cần Thơ Catfish sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Và đây sẽ là một trong số khó khăn đó, cú rổ một tay của bóng vẫn trong tay của Cần Thơ. Đột phá là rất hay và hai điểm tính cho Cần Thơ Catfish. Case có điểm trợ tới từ Hoàng Tú. Xoay người rất khéo léo. Đó không được đang trống nhưng Joski quyết định tự mình dứt điểm. Bóng trong tay của Kecho Beckley. Không dứt điểm, quyết định đột phá vào trong. Kecho Beckley vẫn là cái tay trái rất ngoan của Beckley và đã có lỗi điểm. Josuki vẫn chưa nhận được bóng. Và đây là cú ra tay của Hoàng Tú. Bắt tiền trong trận đấu này của các cầu thủ Cần Thơ Catfish. Đây là Hassan Thomas. Hassan Thomas. Nguyễn Huỳnh Phú Bình. Cú ra tay rất đẹp mắt của Phú Bình. Còn đây sẽ là các cầu thủ Cần Thơ Catfish. Chống trải Hoàng Tú có lần thứ hai hay không? Bóng đã đi xuống. Một pha dứt điểm có phần may mắn của Hoàng Tú. Bóng trong tay của Hassan. Góc 90 độ. Góc yêu thích. Có rebound tốt tới từ Joski. Anh có thể truyền ra. Đây là Michael Soy. Tay trái up and under. Bóng trong tay của Kecho Beckley. Việc thi đấu đầu tiên đang diễn ra cực kỳ cởi mở. Hassan. Lại một vạn. Của Michael Soy. Michael Soy. Kobe có một pha ra. Tỷ số bây giờ đang là 26-18 nhưng về phía các cầu thủ Second Hit. Và Hassan Thomas đã đem được điểm thứ 29 cho Hit. Không. Hiệu suất rất tốt của Hassan Thomas trong trận đấu ngày hôm nay. Hoàng Tú. Hoàng Tú đã có câu trả lời. 21. Second Hit. Thời gian thi đấu chỉ còn 2 phút. Một tay rất chậm. Từ vị trí của KB. Michael Soy. Ngọc Tú. Euro step rất hay của Lê Ngọc Tú. Đập rổ và đi ra ngoài. Tiếp tục là Kim Bản. Quyết định đột phá vào trong, chuyền cho KB. Vẫn là sức mạnh của KB. Tim Will cũng đang chạy ra góc 45. Quyết định đột phá vào trong, sức mạnh của Tim Will. Tim Cá. Bóng đến tay của Tim Cá Voi. Kim Bản. Đến 3 điểm của Kim Bản và Kim Bản đã bắt đầu đăng nhập vào server. Phải mất vài phút thì Kim Bản mới tìm ra đúng một khẩu. Lê Ngọc Tú, Hoàng Tú. Lần thứ 3 trong trận đấu này, Hoàng Tú ra tay thành công. Rất tốt. Cướp bóng tốt. Ghi 2 từ Bách và bây giờ là pha lên rổ. Không thành công của Saigon Heat. Josuki. Hoàng Tú rất chống trải. Josuki không chuyền, quyết định đột phá vào trong và 2 điểm cho Josuki. Rất nỗ lực vừa bảo tới từ Quang Huy nhưng bóng đang ở trong tay của các cầu thủ Heat. Hassan Thomas, cứu chuyền cho Trực Nhân. Hai điểm đầu tiên lại bởi Kecho Beckley. Nhưng ngay sau đó là một tình huống chuyền bóng không tốt. Và Nguyễn Hoàng Hoàng Tú cũng có một đường chuyền không tốt. Tiếp tục là Quang Huy. Behind the back trong Josuki. Tuy nhiên thì có lẽ vừa rồi là một đường chuyền hơi cầu thả của Quang Huy. Michael Soy. Ý đồ là tốt nhưng đọc bài còn tốt hơn đến từ vị trí của Saigon Heat. KB Thanh Tâm. Bóng vào rất nhanh của Huỳnh Thanh Tâm. Và dứt điểm là hay đến Việt Đồng 30. Màn tạo sóng. Anthony Sundberg. 3 điểm cho Anthony Sundberg. Anthony Sundberg. Phú Bình. Quyết định ném trung bình. Và 2 điểm nữa cho Phú Bình. Bằng những kênh Việt đó, họ đã làm được điều đó ở trận gặp Hồ Chí Minh Sea-Wings. Huy. Josh Case. Những điểm tốt tới từ cựu cầu thủ của Saigon Heat, từ Hassan Thomas dính phải foul trouble thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn, thế trận sẽ ổn hơn một chút đối với cầu thủ của Catfish. Quang Huy dứt điểm tốt trước chase down block của Josuki. Kecho Beckley đối mặt với Josuki, tiếp tục là Kecho Beckley nhưng lại không có đường dứt điểm cho Quang Huy. Kecho Beckley. Một cú block tới từ Nguyễn Phú Bình. Và một tình huống cướp bóng tốt tới từ Anthony Sandberg. Kecho Beckley một lần nữa. Lần này Hassan Thomas cả Kecho Beckley và họ có rất nhiều năng lượng. Mình thành công với cú ném 3 điểm. Mình ném xa thành công. Một pha ra tay của Phú Bình. Và 3 điểm tiếp theo của Nguyễn Phú Bình. Hassan Thomas. Có chuyển bóng rồi. Trăng. Không, đã có tình huống cứu lại bóng tới từ Beckley và chuyền bóng cực kỳ ấn tượng, cực kỳ đẳng cấp tới từ KB. Cắt bóng rồi. Hassan một tình huống cướp bóng rất hay. Alley up.
Alley-up cho KB và Hassan. Của Thomas lại là một pha phối hợp. Lần này thì Kendrick Buckley dứt điểm bằng tay trái. Lại là một pha cướp bóng, lại là Kendrick Buckley. Lên cầu thủ không phạm lỗi. Tình huống mà Joski đã đọc vị tốt. Ở tình huống này thì dù có đọc bài tốt đến đâu thì cũng không thể ngăn cản được Hassan Thomas. Anh giờ phải thành công của toàn bộ ném pha điểm từ đầu trận. Đây là Tô Quang Trung. Ngay lập tức của thầy Tô. Tony Hoàng Tú. Kendrick Buckley. Tiếp tục là Hassan. 3 điểm nữa cho Hassan. Cầu thủ mang áo số 0 đang có một hiệu suất dứt điểm ngoài vạch 3 điểm cực kỳ tốt. Và tiếp tục lại là một tình huống 3 điểm nữa. Cuộc thi 3 điểm. Joski. Rất tốt. Và Joski đã cắn Hoàng Tú. Giơ tay rất tốt của Tony Hoàng Tú. Đó thành một nét. Huỳnh Thanh Tâm. Đối mặt với Tony Hoàng Tú. Và giờ là Hassan. Dẫn bóng rất hay của Huỳnh Thanh Tâm. Phản công dành cho Sài Gòn Thiết. 2-1 team Wales trả lại cho Hassan Thomas. Tony Hoàng Tú. Pha ra tay tiếp theo của Tony Hoàng Tú nhưng lần này bóng không đi vào rổ. Và người rebound được là team Wales. Hassan. Góc 45 độ của Hassan. Và đây sẽ là Lê Khắc Đăng Khoa. Joski vừa mới vươn lên. Phú Bình. Pha phối hợp rất hay của các cầu thủ Sài Gòn Heat. Cũng như kiếm quyết cho các cậu trò nội binh của mình. Pha bắt bóng rất hay và dứt điểm reverse layup. Để rút ngắn kết nghiệp. Tỷ số bây giờ đang là 94-64, kết nghiệp vẫn đang là 30 điểm. Anthony Samberg. Samberg đến ra chính xác. Và Hoàng Tú của Sài Gòn Heat có cái tên chung nhau. Và điều đó từng dẫn tới một sai sót của BVA trước đây. Với cả Nguyễn Hoàng Tú trên phía của Delta Fish. Đó cũng là một sự giống nhau khá hài hước. Và vừa rồi là một tình huống lên rổ rất hay của Anthony Sơn. Vẫn là con số 32 điểm. Và tiếp tục là một pha lên rổ thành công của Tony Chiến. Tiếp tục là Tony Hoàng Tú và đã có lỗi điểm. Và anh đã dính turnover. Võ Duy Linh dứt điểm ở tay trái không thành công. Một tình huống mà Võ Duy Linh. Bóng lên rất nhanh của Tony Hoàng Tú. Một pha dứt điểm rất hay của Lê Quang. Tony Hoàng Tú. Bóng rất hay của Tony Hoàng Tú. Chắc chắn rồi. Thì Thanh Tâm sẽ giữ bóng để gác tham thôi. 111-70 sẽ là tỷ số cuối cùng chung cuộc cho trận đấu ngày hôm nay giữa Sài Gòn Heat và Cần Thơ Catfish. Sài Gòn Heat đã